Toàn ơi, anh Toàn đang nuôi cái giống chuột gì đây mà nhiều thế này ạ? Em ơi, đây là không phải là giống chuột đâu. Đó là cái dòng rúi mã đào Thái Lan mà trang trại anh đã phát triển đến năm nay là đã được 16-17 năm nay rồi đấy em. Dạ. Đây là cái dòng rúi mã đào Thái Lan mà hiện nay trên thị trường nó đang có cái giá rất là cao đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Cái giá như cái giá thương phẩm ở ngoài thị trường ấy thì nó đang dao động ở khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu một cân. Dạ. Đấy. 1 kg đúng không ạ? 1 kg hơi đấy em ạ. Vậy thì như cái con này thì nó đã phải là một con trưởng thành chưa anh? Đối với một cái con như thế này ấy, thì nó chưa phải là tuổi trưởng thành. Cái bọn này nó mà trưởng thành mà nó hết cỡ tối đa ấy thì cái trọng lượng của nó sẽ đạt trọng lượng là từ 5 cân cho đến 5 cân rưỡi một con em ạ. Dạ, vậy có nghĩa là một giá trị của một con rúi mã đào Thái Lan này khi mà nó ở độ tuổi trưởng thành thì nó có giá rất là cao đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Dạ. Xin chào toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại Hà Nội và ghé thăm trang trại chăn nuôi rúi mã đào của anh Toàn, là người đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và thuần hóa giống rúi mã đào Thái Lan này ạ. Anh Toàn ơi, anh có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như là về cái mô hình chăn nuôi của mình để cho bà con trên cả nước có thể biết đến anh không anh? Anh cũng xin kính chào em và tôi cũng xin kính chào toàn thể quý bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Toàn, chủ trang trại chăn nuôi con rúi mã đào Thái Lan. Như quý bà con cũng đã biết đến tôi qua nhiều video ấy, thì là tôi phát triển thì về chăn nuôi con rúi mã đào Thái Lan này cũng rất là nhiều năm rồi. Như hiện tại tôi đang đứng cái cơ sở chăn nuôi tôi khai sinh ra đầu tiên, đó là trang trại của tôi có địa chỉ tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ngoài ra thì là mình còn cái trang trại nào trên cả nước để bà con tại các địa phương lân cận thì có thể tìm đến học hỏi cái kinh nghiệm chăn nuôi của anh một cách thuận lợi hơn không anh? Ngoài ra thì anh có 3 trang trại nữa, đó là ở trong khu vực miền Nam và khu vực miền Tây. Đó là thuộc ở miền Nam thì thuộc tỉnh Đồng Nai, có địa chỉ cụ thể tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và trang trại tiếp theo đó là ở khu vực miền Tây, đó là thuộc tỉnh Vĩnh Long, cách chân cầu Cần Thơ khoảng 4 km. Dạ. Như vậy thì nếu như bà con mà đang có ý định là tìm hiểu chăn nuôi con rúi mã đào Thái Lan giống như trang trại của anh Toàn đây thì bà con có thể đến trực tiếp các cơ sở trang trại mà anh Toàn vừa giới thiệu để bà con có thể trực tiếp tham quan mô hình cũng như là học hỏi kinh nghiệm. Anh Toàn ơi, như cái giống này là mình chăn nuôi thuần rồi đúng không ạ? Cái giống này thì là anh chăn nuôi nó đã thuần hóa hàng bao nhiêu đời nay rồi. Dạ. Bao nhiêu đến năm nay là thuộc được 16-17 năm như vừa nãy anh nói ấy. Dạ. Vì những cái con mà nó đã sinh sản ra ở những cái lứa tuổi con này thì nó đã thuộc vào cái lứa tuổi, độ tuổi là nó 6-7 tuổi rồi. Dạ. Thì nó lại đẻ ra những cái đàn con tiếp theo và anh cứ để như thế là anh phát triển nhân đàn ở trang trại nhanh tiếp. Dạ. Vậy như những cái con mà đang ở trong chậu này là nó đang ở khoảng mấy tháng tuổi ạ? Như con ở trong chậu này của nhà anh ấy thì là nó đang ở cái độ tuổi là vào đầu hậu bị, đó là vào 7-8 tháng tuổi. Dạ. Vì là cái thứ nhất là mình chăn nuôi về cái chất lượng sinh sản thì mình sẽ chăn nuôi nó khác với những chăn nuôi những con thương phẩm. Dạ. Và trong cái quá trình mình tuyển chọn được những cái con giống như thế này thì mình cũng phải mất như cái thời gian từ khi nó sinh ra đến giờ là được 7-8 tháng thì anh phải tuyển chọn đến lần này là lần thứ 3 với là đạt là con giống. Nhưng mà có nghĩa là ở đây là anh cũng mới tuyển chọn lần thứ 3 thôi, cũng chưa phải là những cái con giống mà nó đã trưởng thành để mà nó sinh sản được cho mình. Dạ. Vì nó mới là lứa tuổi hậu bị thôi. Dạ. Thì khi mà mình ở cái lựa chọn cái lần cuối cùng, đó là làm sao mà mình phải để nó sinh sản ra một đẻ ra được một lứa nữa thì mình lúc đấy mình mới biết được con nào nó là con sinh sản tốt. Dạ. Và con nào nó đạt tiêu chuẩn làm giống thì mình mới tuyển ra để làm giống em nhé. Dạ. Anh Toàn ơi, vậy thì như bà con mình, nhất là bà con ở vùng núi, khi mà đi vào rừng đào rúi thì sẽ thường là hay sẽ bắt được cái giống rúi đấy là giống rúi chuột tre của Việt Nam mình. Và bà con khi mà em đến tham quan những cái mô hình chăn nuôi rúi giống rúi chuột tre thì em thấy là nó khá là dữ. Khi mà mình chăn nuôi thì gần như là mình phải thả vào những cái ô đơn và rất là khó để mình có thể ghép vào nhiều như thế này. Vậy thì như cái con này mình cho nhiều như thế này thì có sợ là trong cái thời gian nó giao phối, nó lên giống, nó có liệu nó có cắn nhau không anh? Anh cũng giới thiệu với em là đó là trước kia thì anh cũng chăn nuôi cái giống rúi mốc đại của Việt Nam mình. Dạ. Cái thứ nhất là chăn nuôi về cái con rúi đấy ấy, thì để được thuần hóa được về cái sinh sản thì nó cũng khá là lâu, mất thời gian khá là lâu. Dạ. Và cái thứ hai, cái trọng lượng của nó thì nó chỉ nặng trung bình là khoảng 1 cân cho đến cân 1, cân 2 thôi. Dạ. Và ngược lại cái hiệu quả, nếu mà chăn nuôi như thế là ngược lại cái hiệu quả nó rất là thấp. Dạ.
nên là anh cũng mấy năm nay anh cũng không chăn nuôi cái dòng đấy nữa, dúi đấy nữa. Dạ. Và anh đã chuyển sang cái dòng dúi Mã Đào Thái Lan này. Dạ. Là cái hiệu quả con này nó đem lại khá là cao. Và dạ, quan trọng nhất là mình đã thuần hóa được nó về vệ sinh sản. Dạ. Như em cũng nhìn thấy đây, một cái hai cái chậu như này anh đã thả khoảng đang thả vào khoảng mỗi chậu khoảng 10 con. Nhưng mà bọn này nó đã thuần hóa rồi thì dường như là về cái khâu ghép đôi phối giống nó rất là dễ. Dạ. Và đặc biệt nhất là về cái khâu sinh sản nó rất là thuần thục rồi. Dạ. Đấy. Có nghĩa là mình sẽ không phải lo lắng về vấn đề là nó sẽ cắn nhau hay là nó không chịu hợp tác ở chung với nhau, đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Dạ. Gọi là giống chuột tre vì là chủ yếu những cái con rúi ở trên rừng thì nó ăn những cái gốc cây hay là ăn tre là chủ yếu. Vậy thì như đối với cái con rúi Mã Đào Thái Lan này thì mình chăn nuôi ở trang trại thì mình cho nó ăn những cái thức ăn là gì vậy anh? Đối với cái thức ăn của con rúi Mã Đào Thái Lan này ấy, thì là thức ăn là chủ yếu là tre này. Dạ. Và mía này và ngô. Dạ, ngoài ra ngô là ngô và ngô hạt đấy em ạ. Dạ. Còn ngoài ra những cái thức ăn này ra nữa thì có thể là mình không có mía thì mình cho thêm ăn cây của voi, thân cây của voi hoặc là thân cây sắn, thân cây ngô đều được hết. Dạ. Đấy là những cái nguồn thức ăn chính của nó. Dạ. Đấy, ví dụ như là tre thì mỗi một ngày một bữa chiều đến là mỗi một con mình sẽ chẻ, mình cắt khúc khoảng 10 phân như này. Dạ. Xong rồi mình chẻ làm 4 ra là mỗi con một mảnh. Là dạ, trong một bữa đấy là nó sẽ ăn hết. Dạ, nhưng mía này thì nó ăn có tốn nhiều không ạ? Mía thì cũng không, nó không ăn tốn cho lắm đâu. Mỗi một bữa một con nó chỉ một mẫu như thế này thôi. Nó khoảng dao động khoảng 7 phân, từ 5 cho đến 7 phân một con. Dạ. Còn nếu như mình mà có nhiều có voi ấy thì mình cứ thả cả một khúc có voi vào đều được hết. Dạ, dạ. Nó nhưng cung ngô cấp này thì nó ăn khoảng bao nhiêu anh? Còn đối với cái ngô hạt như này thì là mỗi một con mình chỉ cho khoảng 20 đến 25 hạt thôi. Dạ, đấy là trong một ngày là mình chỉ cho ăn một bữa như thế thôi đúng, đúng không? Rồi, trong một ngày mình chỉ cho ăn một bữa thôi. Dạ. Đó là anh đang nuôi với chế độ sinh sản là anh chăm sóc như thế. Dạ. Còn như vừa nãy anh cũng có nói với em là có hai theo chế độ, hai chế độ chăn nuôi. Dạ. Đó là có một cái chế độ là chăn nuôi về thương phẩm nữa. Dạ. Chăn nuôi thương phẩm thì đúng cái nguồn thức ăn như thế thôi, nhưng mà mình cho ăn nó một ngày 3-4 bữa vào, 4-5 bữa vào, và thậm chí mình có thể là trộn cơm nguội lẫn với bột ngô nghiền này ra để cho nó ăn nó nhanh tăng cân. Dạ. Anh Toàn ơi, vậy có nghĩa là mình sẽ chỉ cho nó ăn những cái thức ăn thuần chay như thế này và mình sẽ không cho nó ăn thêm cám công nghiệp của mình nữa đúng không ạ? Về cái thức ăn của nó thì nếu mà em mà cho ăn về cái công nghiệp ấy thì dường như là làm mình mất cái giá trị của nó đi. Đối với trang trại như của anh thì anh cho ăn toàn bộ thức ăn tự nhiên thì nó mới có cái giá trị của cái thịt của con rúi. Cái thịt của nó với chất lượng với đảm bảo đến người dùng được. Dạ. Vậy thì về chuồng trại để mà chăn nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan này thì nó có yêu cầu gì đặc biệt không anh? Đối với về cái chuồng trại để mà chăn nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan này thì là nó cũng không cần quá với cầu kỳ như trang trại lợn hay trang trại gà gì đâu. Dạ. Cũng không cần phải lắp những các hệ thống như điều hòa hay là quạt hút gió hoặc là nhà lạnh. Đấy. Ví dụ như mà em mà chăn nuôi cái dòng này mà em chỉ cần tận dụng được những cái ô chuồng lợn hay là ô chuồng gà hoặc là những cái khu vực như gầm cầu thang hoặc là cái phòng nào mà mình không dùng đến là mình cũng có thể tận dụng mình chăn nuôi được nó rồi. Dạ. Còn đối với nhiệt độ cái con này ấy, mình chăn nuôi con này là quan trọng nhất là cũng vẫn phải là cái nhiệt độ. Khi mà ở ngoài miền Bắc mình cái nhiệt độ nó mà mùa hè nó nhiệt độ nó vượt quá 35-36 độ thì mình khắc phục thêm đó là ví dụ như là cái những cái quạt và bên trên thì mình có khả năng mình làm tưới nước mái thì là đủ làm sao mà trong trại của mình chăn nuôi nó nhiệt độ nó cứ khoảng 35 độ đổ về là mình đã chăn nuôi được nó rồi. Dạ. Như vậy là nói về yêu cầu của nó thì là như thế, nhưng mà chính ra là so với những cái giống vật nuôi thông thường khác thì là chăn nuôi nó cũng đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Và đặc biệt như anh Toàn cũng vừa chia sẻ là cái giống rúi Mã Đào Thái Lan này thì nó có một ưu điểm rất là khác biệt so với lại những cái giống vật nuôi thông thường khác, đó là nó không ăn cám công nghiệp. Như thế thì khi bà con mình chăn nuôi thì mình sẽ giảm được rất là nhiều về cái chi phí thức ăn đúng không anh? Đúng rồi em ạ. Anh Toàn ơi, như bên trang trại anh thì mình đang cung cấp giống cho bà con thì giá con giống của mình là bao nhiêu vậy anh? Như anh hiện tại cái giá con giống anh đang cung cấp ra ngoài thị trường ấy thì nó là phụ thuộc theo vào từng độ tuổi của từng con một. Dạ. Ví dụ như là cái giá anh đang xuất ra ngoài thị trường cứ dao động là từ 4 triệu cho đến trên 10 triệu một cặp. Vì nó tùy theo từng độ tuổi và cái lứa tuổi sinh sản của nó nữa. Dạ. Đấy. Có nghĩa là nó tùy từng lứa tuổi thì nó sẽ có những cái giá dao động khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi dạ. Em ạ. Nếu như bà con mà muốn nuôi cái con rúi Mã Đào Thái Lan này thì bà con có thể liên hệ cho anh Toàn để có thể biết giá con giống chính xác ở từng lứa tuổi mà bà con định lựa chọn là chăn nuôi đúng không ạ? Đúng rồi dạ. Em ạ.
Vậy thì như về cái hiệu quả kinh tế từ cái con dứa má đào Thái Lan này thì anh Toàn cũng vừa chia sẻ tại đầu chương trình, thì anh Toàn có nhắc đến là giá nó hiện nay đang ngoài thị trường đang rơi vào khoảng 1,2 đến 1,3 triệu trên 1 kg, với cái trọng lượng cân nặng mỗi một con trưởng thành nó dao động khoảng 5 đến 6 cân. Vậy thì như cái con dứa má đào Thái Lan này, nếu như bà con mình mà chăn nuôi sinh sản thì một năm nó sẽ sinh sản được mấy lứa và mỗi lứa sẽ được bao nhiêu con như thế ạ? Đối với con dứa má đào Thái Lan này thì một năm nó sẽ sinh sản được 2 lứa. Dạ. Nó cứ vào theo cái chu kỳ của nó, đó là cứ là khoảng 5 tháng là một sẽ được một lứa em ạ. Dạ. Còn đối với như cái con giống ở trang trại anh thì làm sao anh phải tuyển chọn, còn chứ không phải là cứ con nào cũng để ra làm giống cả. Dạ. Như trang trại anh là anh phải có chỉ tiêu, con giống là nó phải có chỉ tiêu. Dạ. Ví dụ như là con này nha anh này, mỗi một lứa nó sinh sản nó phải đạt tiêu chuẩn là từ 5 con trở lên. Dạ. Thì đấy với là cái chất lượng con giống của nhà anh. Dạ. Còn nếu như nó sinh sản dưới 5 con thì là anh sẽ loại ra để anh nuôi thương phẩm. Dạ. Tại vì sao là có những người, người ta bảo một con dúi cái này nó đem lại cái hiệu quả kinh tế cho một năm ấy, trừ hết chi phí đi rồi cũng được khoảng 14-15 triệu một con trên một năm. Nhưng mà đấy là với cái lý do là tại sao anh lại bảo là cái con giống nó phải đạt chỉ tiêu, đó là đẻ từ 5 con trở lên thì nó mới được cái mức thu nhập như thế. Còn nếu như mà cứ miễn là cái con cái mà nó sinh sản ra, nó đẻ được ra 1-2 con cũng đem ra làm giống ấy, thì cái lợi nhuận thì nó sẽ không đem lại như thế được. Nó chỉ đem lại được khoảng 4-5 triệu thôi hoặc 5-6 triệu thôi. Dạ. Nhưng mà đấy là với trang trại anh là anh phải có chỉ tiêu là cái con giống là nó phải đạt được như thế. Dạ. Anh Toàn ơi, vậy thì khi mà mình đã đưa ra được những cái chỉ tiêu như thế rồi thì khi mà bà con bắt con giống tại trang trại anh thì anh có đảm bảo về những cái tiêu chí đấy cho bà con không ạ? Đương nhiên mà bà con mà bắt con giống ở trang trại anh, ví dụ như những cái con mà nó đã ở tuổi trưởng thành thì anh sẽ có cam kết có bảo hành cho chất lượng và sinh sản cho bà con. Còn nếu như mà bà con mà bắt cái ở độ tuổi nó chưa trưởng thành thì anh không dám đảm bảo được cho bà con ở cái tiêu chí như thế. Dạ. Đối với mình bảo hành về chất lượng về cái sinh sản cái con này ấy, thì mình làm sao mình phải kiểm định được nó, mình phải thực tế, mình phải biết được nó đẻ được bằng nào con thì mình mới dám bảo hành. Dạ. Chứ mình không thể bảo hành bừa được. Dạ. Còn đối với những con mà chưa đến lứa tuổi sinh sản mà bà con vẫn muốn chăn nuôi, khi mà bà con có cái đồng vốn ít thì mình có bảo đảm về cái sức khỏe cho con giống không ạ? Về cái sức khỏe con giống, ví dụ như ở cái độ tuổi mà nó đã gọi là hậu bị rồi thì anh sẽ đảm bảo cho bà con được ở cái chất lượng và cái sức khỏe của con giống để làm sao bà con phải chăn nuôi để cho nó đảm bảo. Còn dạ. Về cái chất lượng sinh sản thì anh không thể nắm chắc được vì nó chưa ở độ tuổi sinh sản mà. Dạ. Đấy. Và có một vấn đề nữa, đó khi mà bà con mình chăn nuôi rất là quan tâm, đó chính là vấn đề đầu ra. Khi mà những cái giống vật nuôi thông thường hiện nay thì nó đang có cái thị trường không ổn định cũng như là giá cả rất là bấp bênh, điển hình như là con lợn hay con gà của mình. Thì với con dúi má đào Thái Lan này thì bà con mình chăn nuôi ra thì cái đầu ra của bà con sẽ ở đâu anh? Đối với bà con mà chăn nuôi ở trang trại anh ấy, trước khi mà bắt con giống ở trang trại anh thì anh có toàn bộ cái giấy tờ thủ tục để cho bà con chăn nuôi hợp pháp và có giấy nguồn gốc xuất xứ con giống ở trang trại anh là một. Và cái thứ hai là anh sẽ có cái giấy tờ để cho có cái hợp đồng để bao tiêu với bà con để cho bà con chăn nuôi là không phải lo đến cái đầu ra. Ví dụ như bà con cứ việc chăn nuôi thôi, còn cái đầu ra thì bên anh sẽ lo, bên anh sẽ bao tiêu. Đó là vì anh bao tiêu thì anh cũng có cái lợi nhuận ở đấy, nên là bà con chăn nuôi thì bà con gọi là được 10 thì anh bao tiêu anh cũng sẽ được 1-2 ở cái phần trăm bao tiêu đấy. Dạ. Nên là bà con ăn gọi là bà con ăn ít một tí thì bà con đỡ phải đi lo đau đầu về lo cái đầu ra làm gì. Và đặc biệt là với những bà con mà chăn nuôi số lượng ít 1-2 cặp đúng không anh? Đúng rồi em ạ. Dạ. Thì đỡ phải đi tìm cái đầu ra thì anh đã có anh bao tiêu rồi. Dạ. Và ngoài cái bao tiêu ra thì anh cũng có đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật để bà con làm sao chăn nuôi nó phải thành công. Dạ. Đấy. Như vừa rồi thì anh Toàn cũng đã chia sẻ về cái mô hình chăn nuôi con dúi má đào Thái Lan của bên trang trại anh. Nếu như bà con nào đang có ý định là tìm hiểu hay là muốn đến tham quan mô hình cũng như là muốn bắt con giống tại trang trại anh Toàn, bà con có thể liên hệ trực tiếp cho anh theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh tại đầu chương trình mà anh Toàn cũng đã chia sẻ tại các cơ sở. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.